mình lang thang trên phố dài. Không có em, ai chung bước rồi nhau giận hơn. Không có em, đường xưa răng mắt mây trôi. Chiều nào hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá. Cho phố vắng dấu chân hẹn hò. Không có em, mùa thu thôi lá vương bay. Đông buồn ra qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em, đời mình sao vắng vui cuộc tình như lá. Mộng mơ cơn mê chiều. Không có em, đôi mắt buồn nào đợi chờ. Xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em, một mình ta với ta ngày dài. Thôi trông qua tuổi hoang trôi vai gầy, như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò. Xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu ấy. Không nuôi tiếng khát khao đợi chờ. Không có em, còn ai thương hoa thu bay. Còn ai vương vẫn cơn say. Đời gian dối cô đơn mình ta.
mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi, mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim em còn chưa nguôi, nhưng xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành lượt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm ưu phiền em mang, bao văn vương cho đời thanh thang, nhưng nỗi đau muộn màng. Em nhớ có mùa thu mưa giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối sau đây. Mời quý vị cùng đến với điệu rumba, nhạc phẩm mang tên Một đời quên lãng.
dàng ngời ngất hạnh phúc trong tay, một đời mơ ước gối mộng xa bay. Người đã yêu tôi thương trao đôi môi vung ân ái này, một thoáng mây bay trong cơn mê say gọi tên người mãi. Còn nhớ khóc vui một chiều im nắng mưa còn rơi gửi niềm cay đắng, là mất nhau rồi là đời chia lối.
Thưa quý vị, chương trình Hôn Ca Vô Tận chủ đề nhạc sĩ Ngô Thụy Miên hôm nay đã kết thúc. Ở rất sau, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với nhạc Ngô Thụy Miên kết hợp với thơ của Nguyên Sa. Và Minh Ngọc sẽ có dịp để trò chuyện với quý vị hơn nhiều hơn nữa về những tình khúc của ông cũng như về những câu chuyện xung quanh các cái bài hát của ông. Và chương trình Hương Ca Vô Tận được phát sóng trên livestream tại fanpage Cà Phê Ngô Đồng vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu hàng tuần. Nếu quý vị yêu mến, xin hãy chia sẻ những sản phẩm âm nhạc của chúng tôi. Một lần nữa, Minh Ngọc xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho chương trình Cà Phê Ngô Đồng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn giờ đây, trước khi Minh Ngọc trả lại cái sân khấu này, thì Minh Ngọc xin được tham lam giới thiệu với quý vị một giọng hát nam rất là hay. Anh ấy sẽ kết hợp với Minh Ngọc vào chương trình thứ 6 tuần tới, thưa quý vị, Ngô Thụy Miên và Nguyên Sa. Xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nam ca sĩ Ngọc Minh. Cảm ơn em. Ngọc Minh xin được gửi đến quý vị một sáng tác quen thuộc của Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa, tuổi 13. Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng, mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay. Trời nắng ngạt ngào tôi ở lại đây như một buổi hiên nhà nàng dịu ngoan. Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám, tuổi của nàng anh nhớ chỉ mười ba. Anh phải van lớn ngoan nhé đừng ngờ, anh phải van lớn ngoan nhé đừng ngờ. Áo nào xanh anh mến lá sân trường, sợ thứ tình không đủ nghĩa yêu đương. Anh pha mực cho vừa màu áo em, rồi trách móc trời không cần cho tay vói mà cả nàng. Sao mà kêu nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa. Xin mời quý vị, hẹn quý vị vào thứ sáu tuần sau. Dạ.
Và Minh Ngọc có nhận được một cái lời mời song ca anh Khánh phải không?